Dạ chào anh. Dạ Kỳ Kiển Nhân Phúc mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây ha. Dạ hôm nay cũng clip đầu tiên của em nha. Em quay có một số Kỳ Kiển em muốn giao lưu cùng cô chú và anh chị. Dạ, số điện thoại Zalo của em là 0906342221 cũng là số Zalo luôn nha quý cô chú anh chị. Chương trình em bao sống bao ship nha. Em bao sống cho quý cô chú anh chị 2 tháng em bao ship tới nhà. Dạ, em vô cây số 1. Số 1 là cây gốc Thái nha quý cô chú anh chị. Cây gốc Thái này ha, cây đang cho trái. Dòng gốc Thái thì này thì nó xiên cho trái lắm nha quý cô chú anh chị. Vừa mình vừa làm cây bonsai vừa làm cây ăn trái nha. Dạ clip đầu tiên của em có gì sơ sót thì quý cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Rồi. Dạ chiều cao nó được 55. Nè, cái dáng nó có con thú. Dạ chiều dài con thú được 60. Những cây này về quý cô chú anh chị sang chậu mình làm cây bonsai, cây ăn trái luôn. Dạ hoành thân nó được 33. Dạ mã số 1 cây cốc Thái. Em xin báo giá là 900 ngàn. Những cây này cái nó nặng phí nha quý cô chú anh chị. Cũng thông cảm giùm em ha. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 2 trang đỏ lá nhỏ nha quý cô chú anh chị. Trang đỏ lá nhỏ, những cây này là cây những cây thần bầu nha quý cô chú anh chị. Trang xưa ha, nó nhỏ gì cho nó già cây lắm mà. Đây, nó thần bầu nó ra bông. Trở lại. Những cây này mình về là quý cô chú anh chị vô chậu là Tết có bông luôn. Dạ chiều cao nó được 84. Tán ngang được 79, cây một cốt có thoát thân. Dạ thoát thân được 30, cây đế đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Mình qua trên này đi, chơi đế nở nha. Dạ Quỳnh thân được 11, đế dưới đây đế nở mà bự nha quý cô chú anh chị. Dạ mã số 2 em xin báo giá là 350 ngàn. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng là trang đỏ lá nhỏ nha quý cô chú anh chị. Cây này nó cũng chưa thường bầu hung ha. Em bấn cỡ một tuần rồi. Nhưng mà hiện tại thì nó không có héo rồi quý cô chú anh chị. Những cây thường bầu thì mình trồng là nó không có mắc lá, nó rụng lá rồi. Giờ là nó vững luôn, có bông luôn. Dạ chiều cao nó 95. Dạ tán ngang được 90. Dạ thoát thân 33. Cây nó già, cây nó mắc che hết. Dạ hoành thân được 15 nha quý cô chú anh chị. Dạ mã số 3 em xin báo giá là 600 ngàn. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 4, cũng là trang đỏ lá nhỏ nha quý cô chú anh chị. Mã số 4 là trang đỏ lá nhỏ. Cây này thần bầu nha quý cô chú anh chị. Những cây thần bầu thì mình nhìn nó không có đẹp mắt không ha. Chứ nó là nó không còn mắc sức cây nữa. Dạ chiều cao nó được 93. Dạ tán ngang nó 99. Dạ thoát thân được 30. Cây này có đế mà đế nở. Dạ hoành thân em đâu vị trí này được 18. Chích trên đây được 16 nha quý cô chú anh chị. Dạ mã số 4 em xin báo giá là 700 ngàn. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 5. Số 5 cũng là trang đỏ lá nhỏ hay quý cô chú anh chị. Cây này cũng thường bầu. Dạ chiều cao nó 112. Nó thường bầu nó búng bông ra đều hết rồi. Dạ tán ngang 114. Dạ thoát thân nó được 37. Dạ hoành thân được 14. Đế nở có đế. Dạ mã số 5 em xin giá báo giá là 700 ngàn. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ quý cô chú anh chị có ưng ý cái nào thì liên hệ với em số điện thoại 0906 34221 cũng là số Zalo luôn nha quý cô chú anh chị. Chương trình em mau sống mau ship cho quý cô chú anh chị ha. Mau sống cho quý cô chú anh chị 2 tháng mau ship tới nhà. Dạ tiếp theo là mã số 6.
Mã số 6 là cây trang đỏ lá nhỏ, cây này thần bầu nha quý cô chú anh chị. Thần bầu mà nó ra bông nhiều lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này búng bông dữ dằn lắm đó rồi. Cây này bự, cây tàn đẹp. Dạ chiều cao nó 121. Dạ tán ngang nó 134. Dạ thoát thân được 31. Dạ vịnh thân được 19. Dạ mã số 6 em xin báo giá là 2 triệu đồng. Dạ rồi em xin đổi cây. Đây. Hôm nay em lên thập cẩm cũng 4 năm lậu gì nghe quý cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là miệt quế nha quý cô chú anh chị. Nam lên miệt quế khế găng ha, khế già, trang, linh sam cũng có luôn. Tiếp theo là mã số 7 nha quý cô chú anh chị. Mã số 7 là khế, ủa miệt quế lá sắn bông chùm ha. Giờ miệt quế này thì bông nó thơm lắm nha quý cô chú anh chị, bông màu trắng ha. Cây nó già cây lắm rồi. Những cây này sạch cây nha quý cô chú anh chị, không tì vết gì hết ha. Về em chưa kỳ rửa gì hết. Dạ chiều cao nó được 97. Cây thì đế đều bốn mặt, đế nở, đế đẹp. Dạ Quỳnh Thân vị trí này em ra được 43. Ủa Quỳnh. Dạ Quỳnh Thân em ra được 43. Dạ mã số 7 em xin báo giá là 1.500.000. Những cây này nặng phí lắm nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ số điện thoại Zalo của em là 0906 34221, cũng là số Zalo luôn nha quý cô chú anh chị, có ưng ý cái nào thì liên hệ với em số điện thoại đó ha. Chương trình em thì bao ship cho quý cô chú anh chị. Mã số mấy nhỉ? Dạ tiếp theo là mã số 8 nha quý cô chú anh chị, là miệt quế lá sắn bông chùm ha. Cây này chi cành cũng đầy đủ ha, đế thì có bộ đế nơm, đế đều bốn mặt. Cây này cực kỳ già nghe quý cô chú anh chị, sạch cây ha, không có bị gì lỗi gì hết. Dạ chiều cao được 111. Này, đế nở. Dạ Hoành Thân được 37. Dạ mã số 8 em xin báo giá là 1.100.000. Dạ rồi em xin đổi cây. Ta lăn lại cây lại đây nè. Dạ tiếp theo là mã số 9 nha quý cô chú anh chị. Mã số 9 em có cây miệt quế lá sắn bông chùm ha. Cây này thì em nuôi chi cành đầy đủ hết ha quý cô chú anh chị, đường thân lắc ha. Cây có duyên cây lắm. Cây này hiện tại thì em trồng dưới đất nhưng mà em bứng lên đây thì nó thừng bầu rồi nha quý cô chú anh chị. Đây nó đâm tược nhiều rồi ha. Em bứng lên mấy tháng rồi. Nó thừng bầu, những cây này về quý cô chú anh chị trồng là yên tâm về cái sức sống của nó. Dạ chiều cao nó được 100. Dạ tán ngang nó được 78. Cây rất là có duyên cây nha quý cô chú anh chị. Dạ Bình Thân được 31. Dạ mã số 9 em xin báo giá là 2 triệu đồng nha quý cô chú anh chị. Những cây này về mình vô chậu là chơi thôi ha, chi cành đồ đầy đủ hết. Vậy rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 10, khế găng nha quý cô chú anh chị. Nhiều khi những bầu em bứng nó bị nghiêng, cái về quý cô chú anh chị chồng chỉnh lại giùm em ha. Mã số 10 là khế găng. Những dòng khế, những khế này nó già lắm nha quý cô chú anh chị, nu nằng trơn ha. Nó già cây lắm rồi. Cây này có dáng nằm nằm. Dạ, chiều cao của cây là được 90 nha quý cô chú anh chị. Dạ Vịnh Thân của cây được 31. Dạ mã số 10 em xin báo giá là 1.400.000. Dạ rồi em xin đổi cây.
Dạ, tiếp theo là mã số 11. Hôm nay em lên lô khế này cực kỳ già nha quý chú anh chị. Già cây lắm. Nu nặng quái cây. Những cây này sạch cây nha quý cô chú anh chị. Em không có kỳ gông gì hết nha. Già cây mà quái cây nha quý cô chú anh chị. Đế đồ cũng đều ha. Nu nặng chen lên bú chen. Thân thì ông chủ nhà ông sửa sắn cây. Dạ, chiều cao nó được 91. Đâu cành bay hay như gì, đấy cành bay như gì được 60 nha quý cô chú anh chị. Quỳnh Thân. Quỳnh Thân em đo cái eo nhỏ trước chứ. Dạ, Quỳnh Thân eo nhỏ được 24. Tổng vị trí này em đo được 66 nha quý cô chú anh chị. Cục này cũng quái lắm ha. Hiện tại nó có mặt cắt ngay đây nhưng mà dòng khế găng thì cực kỳ nó liền mặt nha quý cô chú anh chị, không có gì hết ha. Không có bị lửa không gì trơn, em rít keo gì nào là nữa nó liền mặt hả chứ không có gì hết. Dạ, mã số 11 em xin báo giá là 2 triệu 700 ngàn nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin đổi cây. Chương trình em thì bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị ha. Em bao sống cho quý cô chú anh chị 2 tháng em bao ship tới nhà. Cây có trục trặc gì thì quý cô chú anh chị chụp hình cứ gửi qua em là em đền cho quý cô chú anh chị chứ không có gì hết. Dạ, tiếp theo là mã số 12. Mã 12 là khế găng nha quý cô chú anh chị. Cây này nó cũng cổ lắm cổ. Cây già, cổ, quái cây. Dạ, chiều cao được 80. Cành bay ra được 60. Quỳnh Thân em đo như gì đấy ha. Dạ, Quỳnh Thân em đo vị trí này được 47. Em đo tổng như gì nó được 80. Đây, nó cũng có mặt cắt nhưng mà hiện tại thì nó kéo liền rồi nha quý cô chú anh chị. Không có gì hết ha. Dạ, mã số 12 em xin báo giá là 2 triệu 900 ngàn. Dạ rồi, em xin đổi cây. Đây. Dạ, tiếp theo là mã số 13, cũng là phôi cái găng nha quý cô chú anh chị. 13 phôi cái găng ha. Phôi này cũng dễ thương luôn nha quý cô chú anh chị. Đường thân lắc ha. Chi cành nó cũng đầy đủ hết. Cành một nó lực lắm nha quý cô chú anh chị. Bự ha. Cái dáng cây này đẹp lắm. Dạ, chiều cao được 70. Cành ba em đo vị trí này đây được 56 nha quý cô chú anh chị. Cây có bộ đế nơm thân thì lắc ha. Dạ, hoành thân được 33. Em đo tổng bị đế nó được 74 nha quý cô chú anh chị. Em đo cành một nó bự lắm. Em đo cành một cho quý cô chú anh chị tham khảo. Cành một được 25 nha quý cô chú anh chị. Dạ, mã 13 em xin báo giá là 2 triệu 400 ngàn. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 14. 14 là phôi khế găng. Này nói phôi chứ em sửa dưới đất. Là cây này có dáng vân nhăn, quý cô chú anh chị có cành gớt ha. Như hiện tại em bứng lên thì nó thừng bầu rồi. Cây thì đế đều bốn mặt nha quý cô chú anh chị. Dáng thì cũng có dáng này ha. Về quý cô chú anh chị sang chậu là đẹp cây lắm. Dạ, chiều cao được 99. Cành gớt em đo như vị trí này gì đi. Dạ, được 67. Cây đế nở mà đều có đế. Dạ, hoành thân được 38. Đế đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Dạ, mã 14. Em xin báo giá là 4 triệu 100 ngàn. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 15. 15 là cây linh sam 86 nha quý cô chú anh chị, lá gí ha. Cây này nó nhỏ cây chứ cái dáng nó mình vô chậu đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Dáng nó như vân nhăn vậy đó ha, mà đường thân thì nó lắc. Dòng linh sam này thì nó có bông nó màu tím thơm nha quý cô chú anh chị. Nó cũng dễ để với bông lắm ha.
mình ngắt nước giùm em 2-3 ngày để bông là nó có bông. Dạ, chiều cao nó được 48, cành gớt được 42. Cây này chứ sang chậu đẹp đó. Dạ, vành thân được 11. Dạ, mã 15 em xin báo giá là 600.000. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 16. 16 là cây linh sam 86 lá ghí luôn nha quý cô chú anh chị. Cây hiện tại đang cho bông nha quý cô chú anh chị. Đây, bông màu tím mà nó thơm lắm. Cây này cây trực ha, trực lắc. Những cây này về quý cô chú anh chị sang chậu tháo dây cũng được rồi. Dạ, dòng linh sam này thì dạ chiều cao nó được 53. Nhiều khi nó tới quý cô chú anh chị thì nó rụng bông rồi ha. Quý cô chú anh chị muốn để bông lại thì để nó giùm làm em. Dạ, tán ngang nó được 77. Những cây này đi, nhiều khi em đi em có ép tàn về quý cô chú anh chị bẻ ra giùm em ha. Đã tổng như gì đi. Tổng như gì nó được 17 nha quý cô chú anh chị. 18 ha, mẹ em chị hao dây còn 17. Dạ, mã 16 em xin báo giá là 700.000. Dạ rồi, em xin đổi cây. Mã 17 ha. Dạ, tiếp theo là mã số 18. 18 là cây linh sam siêu bông. Cây này cây 16. Dạ, tiếp theo là mã số 17 nha quý cô chú anh chị. Em lộn ha. Mã 17. 17 là cây linh sam siêu bông. Linh sam siêu bông có dáng vân nhăn. Đường thân cây thì nó lắc ha. Cây hiện tại thì đang cho hoa. Những cây này về có chốt với cô chú anh chị to chốt thì nó bị rụng bông rồi. Mình muốn ấy là Tết mình ngắt nước lại. Dạ, chiều cao nó 57. Cành gớt xuống được 59. Tán ngang được 33. Cái đường thân của nó đắt. Dạ, vành thân được 18. Cây này là cây ghim nha quý cô chú anh chị. Dạ, mã 17 em xin báo giá là 1.200.000 nha quý cô chú anh chị. Những cây này về mình sang chậu lên là đẹp cây lắm nha. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 18. 18 là cây linh sam siêu bông nha quý cô chú anh chị. Đổi cái viết khác anh mới viết thì làm như nấy nha. Cây này cái dáng. Cây này hiện tại thì chưa có bông. Dáng bằng chân nha quý cô chú anh chị. Những cây này về mình sang chậu cũng đẹp cây đó. Dạ, chiều cao nó được 60. Cành gớt xuống như gì nó xuống được 46. Cây có bộ đế nơm ha. Dạ, Quỳnh Thân được 14. Dạ, mã 18 em xin báo giá là 1.400.000. Dòng linh sam này nó dễ để bông lắm nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 19. Những cây này nhiều khi cái bầu nó nghiêng chứ không có gì hết nha quý cô chú anh chị. Mã 19. Cây cũng có dáng bằng chân nha quý cô chú anh chị. Dạ, chiều cao nó được 81. Cành gớt từ đây xuống đỉnh được 60 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang 33. Dạ, mã số 19 em xin báo giá là 1.500.000 nha quý cô chú anh chị. Chưa đổi thằng à. Cái thằng này là thằng gin, cây gin nha quý cô chú anh chị. Dạ, hoành thân được 15. Đây, nó có mặt cắt nha đây nha quý cô chú anh chị. Đây. Nhưng mà dòng linh sam thì mặt cắt nó không có thành vấn đề gì ha. Dạ rồi, em xin đổi cây. Cây có sao em báo vậy. Dạ, tiếp theo là mã số 20.
20 lực cây me chua. Cái bầu nó không có được thấy. Về quý cô chú anh chị trồng cái mình chỉnh lại cây me chua có dáng đổ không quý cô chú anh chị. Cây hiện tại chưa cho trái nha quý cô chú anh chị. Về mình sang chậu bự hơn chút ha. Chăm thời gian có trái. Dạ chiều cao 45. Vừa làm cây bonsai vừa làm cây ăn trái. Dạ chiều đổ nó được 81. Tán ngang 45. Dạ vành thân cây này 10 nha quý cô chú anh chị. Dạ mã 20 em xin báo giá là 1 triệu đồng chẵn. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã 21. 21 cũng là cây cây me chua có dáng đổ. Những cây có dáng này nhiều khi đi em có ép tàn thì giữ quý cô chú anh chị bẻ ra giùm em chứ không có gì hết ha. Còn dây em để còn dây mình về mình sang chậu rồi tháo dây là được rồi. Dây nó siết hết rồi. Em để dây cho mình đóng thùng nó không có gãy cành. Dạ chiều cao nó 37. Dạ chiều đổ nó 75. Tán ngang 36. Cây này em đo mày này đi ha. Mày này được 9 nha quý cô chú anh chị. Trong đây 10 11 vậy ha. Nó bị cắn cái cành em đo không được. Dạ mã 21 xin báo giá là 1 triệu đồng. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 23. 22 hả? Thấy không? Dạ tiếp theo là mã số 22. 22 hôm nay em có cây kiều hùng nha quý cô chú anh chị. Kiều hùng dáng đổ ha. Kiều hùng được cái bông nó đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Bông nó cực kỳ đẹp. Dạ. Chiều cao nó 40. Chiều đổ cây được 100 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang được 57. Bình thân cây 10, 12 mà còn 11 nha quý cô chú anh chị cắn cọng dây ha. Dạ mã 22 em xin báo giá là 1 triệu 500 ngàn nha quý cô chú anh chị. Cây này cây zin ha, không có mặt cắt gì hết. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 23 là cây sâm trái. Hai mươi ba cây sâm trái có dáng đổ, đường thân cây thì lắc, chi cành thì đầy đủ, tán nó đồ mịn trơn nha quý cô chú anh chị. Những cây này về quý cô chú anh chị sang chậu là đẹp cây lắm. Cây có bộ đế nơm. Dạ chiều cao được 31, chiều đổ được 75, tán ngang 30. Dạ quỳnh thân được 13 nha quý cô chú anh chị. Dạ mã 23 em xin báo giá là 1 triệu đồng chẵn. Dạ rồi em xin đổi cây. Quý cô chú anh chị có ưng ý cái nào thì liên hệ với em số điện thoại 0906 34 221 cũng là số Zalo luôn nha quý cô chú anh chị. Em không nhiều khi quý cô chú anh chị không có gõ thì em hỗ trợ thêm quý cô chú anh chị chụp hình ảnh thêm ha. Dạ tiếp theo là mã số 24. 24 là cây sâm trái, sâm núi trái, cây đường thân cũng lắc cái bộ đế cũng quái lắm rồi quý cô chú anh chị. Cây có dáng đổ. Dạ chiều cao 30, chiều đổ 73, tán ngang được 35. Dạ Quỳnh Thăng em đo vị trí này được 13 nha quý cô chú anh chị. Dạ mã 24 em xin báo giá là 1 triệu 200 ngàn. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 25. 25 cũng là cây linh sa, cây sâm trái. Sâm trái có dáng đổ. Cây cũng có đế nơm.
Đường thân thì lắc cũng quái, cây chia cành cũng đầy đã hú. Dạ chiều cao được 37, chiều đổ được 85, tán ngang được 40 nha quý cô chú anh chị. Dạ bình thân được 15. Dạ mã 25 em xin báo giá là 1.400.000. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 26. 26 là cây trang đỏ lá nhỏ nha quý cô chú anh chị. Trang đỏ lá nhỏ, cây có dáng vân nhăn ha. Hôm nay em lên mấy cây, mỗi cây mỗi dáng. Cây này đế nở nha quý cô chú anh chị, cây nào cũng đế dữ lắm, đế luôn ha. Những cây này thì quý cô chú anh chị chậm hóa phân sang chậu giùm em ha. Dạ chiều cao nó được 86, cây nó còn đắt ăn. Dạ cành gớt nó được 115. Mình Tết hay qua Tết thì mình hết sang chậu cũng được. Dạ hoành thân 14. Đế. Đế dữ lắm đế. Dạ mã 26 em xin báo giá là 1.100.000. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 27. 27 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ, có dáng vân nhăn, mỗi cây mỗi dáng. Những cây này là Tết bông nó nhiều lắm nha quý cô chú anh chị. Những cái đợt non này là Tết đều có bông hết ha. Dạ chiều cao nó được 73, cành gớt được 66. Dạ bình thân được 17 nha quý cô chú anh chị. Dạ mã số 27 em xin báo giá 1.100.000. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 28. 28 là cây trang đỏ lá nhỏ, có dáng vân nhăn. Dạ chiều cao 70, cành gớt được 80. Cây này đế nở, đế đều bốn mặt mà đế nở. Dạ bình thân em đo vị trí này được 18. Dạ mã 28 em xin báo giá là 1.200.000. Dạ rồi em xin đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 29. 29 là cũng là mã cuối clip hôm nay luôn quý chú cô chú anh chị. Em có một cây trang, cái này mẫu tử nha quý cô chú anh chị. Cây cực kỳ đẹp ha. Cây hoành bự mà đế đều bốn mặt luôn. Dạ chiều cao cây được 111. Cây tử được chiều cao được 86 18. Dạ hoành thân được 26. Đây đế đều bốn mặt cho quý cô chú anh chị, em đo một thân cho quý cô chú anh chị tham khảo nha. Được 14. Hai thân nó cũng một cỡ. Dạ mã 29 em xin báo giá là 2.700.000. Dạ mã 29 cũng là mã cuối clip hôm nay luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ cuối clip thì em muốn xin chúc quý cô chú anh chị mình dồi dào sức khỏe, mà ăn phát tài phát lộc ha. Vạn sự như ý. Dạ em cũng mong sự ủng hộ nhiệt tình từ quý cô chú anh chị ha. Dạ em xin chào và hẹn clip sau ạ.